Chiều ngày 17 tháng 10, Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với tổ chức SNS Việt Nam và Quỹ hỗ trợ chương trình Dự án An sinh xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo tham vấn tài liệu hướng dẫn mô hình thí điểm thành phố và làng quê an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái. Với sự tham gia của 60 đại biểu là đại diện một số bộ ngành địa phương, các chuyên gia giới. Đây cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác năm 2018 giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Vụ Bình đẳng giới và tổ chức SNS Việt Nam nhằm thí điểm triển khai mô hình trên. Tại Việt Nam, dân số thành thị đang phát triển nhanh chóng. Năm 2015, có 35,7% dân số Việt Nam sống ở thành thị và ước tính con số này sẽ lên đến 40% vào năm 2020. Như vậy, quá trình đô thị hóa nhanh sẽ mang đến nhiều cơ hội cũng như thách thức, đặc biệt trong việc cung cấp và duy trì các dịch vụ công dễ tiếp cận, chi phí phù hợp và an toàn đối với phụ nữ và trẻ em gái. Hội thảo này là nằm trong một chuỗi các sự kiện mà hiện nay là Bộ Lao động Thương binh Xã hội, cụ thể là Vụ Bình đẳng giới, đã hợp tác cùng với ActionAid và tổ chức Plan International là cùng ký với nhau một cái biên bản thỏa thuận là làm thế nào để thí điểm cái mô hình cộng đồng an toàn về phụ nữ và trẻ em gái. Khi mà thực hiện tại cái hoạt động này thì sẽ phải hợp tác cùng với cả Ủy ban Nhân dân các cấp từ thành phố đến địa phương. Thế thì để thực hiện cái này thì ở đây thì tập trung chủ yếu cho đối tượng là phụ nữ và trẻ em gái. Thế thì để làm được cái này thì địa phương sẽ phải có các chương trình hoạch định chính sách để thế nào để đưa được các dịch vụ công phù hợp với phụ nữ và trẻ em gái. Ví dụ như là sẽ có những ví dụ trạm ô tô buýt thì nó phải an toàn, hoặc là có hệ thống đường chiếu sáng chẳng hạn, thì địa phương sẽ phải sau khi mà ký cam kết thực hiện những cái hoạt động này thì sẽ phải tập trung cho phân bổ ngân sách cho các hoạt động này để thực hiện trong thời gian tới. Theo nghiên cứu Vụ Bình đẳng giới và tổ chức SNS thực hiện năm 2016, có 63% phụ nữ và trẻ em gái cảm thấy lo lắng ở những địa điểm công cộng, 51% cảm thấy không an toàn trên xe buýt và trạm dừng xe buýt. Vào năm 2016 thì Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án quyết định 1464 phê duyệt đề án phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó có cái việc là giao cho Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn triển khai cái mô hình thí điểm thành phố an toàn thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái. Đây là lần đầu tiên Việt Nam chúng ta triển khai thí điểm cái mô hình này để nhằm bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái khỏi những cái hành vi bạo lực và quấy rối tình dục ở nơi công cộng, và để có thể là hướng dẫn cho các cái địa phương có thể nghiên cứu áp dụng triển khai cái mô hình này một cách hiệu quả, mang tính khả thi, thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã phối hợp với các cơ quan liên quan, đặc biệt là với ActionAid và Plan để xây dựng cái tiêu chí, cái bộ tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình thành phố làng quê an toàn thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái. Tại hội thảo, các chuyên gia cùng các đại biểu đã cùng nhau đóng góp ý kiến thảo luận nhóm, hoàn thành bộ công cụ khảo sát xây dựng mô hình thành phố làng quê an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái. Đây là những ý kiến có đóng góp quan trọng để các bộ ban ngành đánh giá lại các tiêu chí phù hợp với mô hình thí điểm thành phố và làng quê an toàn trước khi bộ tiêu chí này sẽ được áp dụng trên toàn quốc.